Một số lợi ích dành cho doanh nghiệp Việt Nam khi niêm yết tại nước ngoài là: thứ nhất, có cơ hội huy động thêm một nguồn vốn lớn từ thị trường quốc tế, đồng thời có thể giảm nợ thông qua hình thức phát hành thêm cổ phiếu. Thứ hai là tính thanh khoản của cổ phiếu được gia tăng, việc tái cấu trúc lại doanh nghiệp trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, một số lợi ích khác phải kể đến như tăng cường vị trí, chỗ đứng của doanh nghiệp trên thị trường thế giới, mở rộng đối tượng cổ đông, mở rộng đối tượng khách hàng.